Năm nay khi chọn lựa các dòng laptop game, chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, ví dụ như Asus, Acer, HP hay là Dell, Lenovo. Trong số đó thì có thể nói rằng các bạn trẻ rất là ưa chuộng các cái dòng laptop gaming đến từ Asus. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chiếc laptop trước mặt chúng ta là chiếc laptop này. Với tên gọi Tuf Gaming FA507RC được trỗi dậy rất là đặc biệt vì trên mình chiếc laptop này đang xử lý một CPU rất ấn tượng, đó là Ryzen 7. Chúng ta hãy kiểm tra xem nó có cái gì sự khác biệt so với chiếc Intel, mà tại sao gần đây các cái hãng lại đổ xô đổi khuynh hướng sang các cái dòng Ryzen đến từ hãng AMD. Chiếc laptop này là một trong những mẫu mới nhất của hãng Asus cho ra mắt. Từ các mặt chúng ta thấy một sự thiết kế được mô phỏng, mô tả sơ qua những điểm mạnh. Nó tạo cảm giác phấn khởi và đầy sáng tạo. Hầu như các cái mặt được thiết kế rất tinh xảo theo cái cấu trúc hình học của vũ trụ của rất là nhiều điểm đặc biệt. Hãy cùng tôi cảm nhận tí xíu nhé. Tầm giá nếu mà Ryzen 7 thì chúng ta có thể chọn một chiếc này tầm trên 20 triệu, có nghĩa là 21 đến 23 triệu là chúng ta sẽ có Ryzen 7, còn nếu Ryzen 5 thì từ 19 cho đến 20 triệu là chúng ta sẽ có. Chúng ta đặt xuống nhé. Chúng tôi cho kích hoạt cái chiếc laptop này để chúng ta có cái góc nhìn mới nhanh hơn. Đây là mặt sau. Chúng ta có thể thấy rằng một sự phá cách từ trên mặt cabo A được thiết kế toàn bộ bằng hợp kim, sờ tay rất là lạnh. Nhưng mà bên trong họ làm vừa thôi để cho nó nhẹ nhàng hơn đối với các bạn sinh viên. Và một mặt cắt ăn sâu vào, nó tạo một cái hình học. Nhưng mà bố cục họ tạo ra một cái khung, có nghĩa là nó hình chữ nhật hoàn toàn chứ không bầu nhiều như ngày trước nữa. Hệ thống tản nhiệt phía sau nhìn rất là sang và họ phô trương hai cái ống đồng. Đúng là đồng, rất là đẹp. Nhìn mặt cắt rất là mỏng nè. Các cái mặt đều có một sự liên lạc, rất là nhiều cổng, đáp ứng được đầy đủ các cái yêu cầu về kết nối của chúng ta. Những cổng rất là mới, lát chúng ta sẽ phân tích. Và mặt trước cũng như vậy, rất là tinh xảo. Và đặc biệt chúng ta thấy khi nhìn kỹ lại tí xíu, trên cái phần thân sau sẽ có những cái lấm tấm. Họ tạo ra một cái sự đặc biệt trong cái chất liệu khi mặt đích cũng như vậy. Ở đây nè, nó có một như những cái hạt cát được thổi vào và hệ thống tản nhiệt rất là nhiều. Cạnh đó thì các cái khung thì có một những cái mút để kê cái máy lên. Nó càng hở nhiều nó càng tản nhiệt tốt. Và ống đồng, họ đúng ra họ đưa cái ống đồng cho chúng ta thấy rằng sức mạnh của họ. Khi nhìn trực diện về bố cục, chúng ta sẽ thấy mặt cắt nó ra một cái hình chữ nhật hoàn toàn, không bo cạnh nhiều, phần lớn là những đường thẳng. Bên trong thì hãng Asus vẫn giữ cho mình một loại chất là gọi là nhựa ABS toàn bộ phần thân, chỉ có mặt A thôi, thì có nghĩa là họ có thêm gia cố cái phần kim loại để cho chiếc laptop nó sang trọng hơn. Còn phần trong thì họ cố gắng làm cho nó vẫn giữ cảm giác nhẹ nhàng nhất có thể. Các năm trước thì Tuf Gaming sẽ sử dụng mặt A là một loại nhựa ABS luôn. Ngày trước chúng ta thấy rằng cái mặt ngoài những chiếc laptop của dòng Tuf nó cũng không được sang bằng như hiện nay, do họ làm bằng nhựa. Ngày nay thì họ làm bằng kim loại hoàn toàn và mặt cắt rất là đẹp. Những cái tiểu tiết thêm cho chiếc logo của phiên bản Tuf được nâng niu hơn. Và phải nói rằng rất xứng đáng để chúng ta có thể chi một khoản tiền trên 20 triệu cho một chiếc laptop đẳng cấp như thế này. Chúng ta xem sẵn luôn qua các cái cổng máy trước. Từ thân bên tay trái, rất là nhiều cổng, gồm có đuôi sạc nè, một cái cổng LAN HDMI, hai cổng USB-C, một cổng USB headphone micro. Họ dùng hết rất là nhiều cổng ở phía trước. Bên đây thì hầu như rất ít, hầu như họ để là một cổng USB để chúng ta ghim chuột dây thôi. Và phía sau cũng như vậy, chỉ có đơn giản này, hệ thống tản nhiệt là chính thôi. Khá cân đối ha.
Một trong những điểm quan trọng nhất đối với các bạn dạy chơi game đó là cái cấu trúc bàn phím. Thì ở đây phím nóng họ cũng đã cho làm đặc biệt hơn, đặc biệt là những cái nút trong. Năm nay thì họ chú trọng cái kiểu cho nó trong trong là lạ hơn tí xíu, mỗi năm họ phá cách tí xíu. Và cái độ sâu của cái phím này là 1.7mm. Đặc biệt là chúng ta khi chạm vào á, nó có cái độ mềm. Ngày trước thì tôi thấy cái bàn phím của Asus không đánh giá cao lắm, nhưng ngày nay phải nói rằng là họ đã thay đổi khá nhanh, bắt kịp với lại các cái hãng lớn như là HP và Dell. Họ tạo ra cái phím cấu trúc nó mềm và nó cảm nhận nó rất là đã tai. Ngày trước thì phím không có được như ý tôi lắm, nhưng phải nói rằng là nay họ đã tốt hơn rất là nhiều. Đó là một đánh giá rất là cao. Ngoài ra thì cái nơi để trỏ chuột chúng ta mọi thứ nó cũng phải liền lạc và khá hay. Ở đây một cái touchpad nó cũng rộng rãi vừa, nơi để tay thoải mái để chúng ta có thể di chuyển sang cái bộ phím số rất là mượt mà. Đặc biệt thì thêm một số tính năng rất là nhiều, họ dồn hết lên đây. Về thủ công cho cái quạt cũng như là tăng giảm ánh sáng, tách thêm màn hình, hầu như đều cố gắng đưa hết vào bên trong cái bộ bàn phím để cho chúng ta có thể tiện lợi nhất. Ở đây ánh đèn của chúng tôi nó hơi nhiều cho nên nhiều khi chúng ta thấy cái độ sắc nét của cái màu quanh cái phím nó không nhiều, nhưng mà nếu ở nhà thì chúng ta xài chúng ta sẽ cảm nhận rất là sang, rất là rõ. Rồi, trước mặt chúng ta là một màn hình 15,6 inch. Màn hình này là một màn hình lụa chống chói, công nghệ rất là ấn tượng, rất là mới, với công nghệ anti-glare LED 1920x1080, kế tần số quét 144Hz, và đặc biệt là có trang bị luôn cho chúng ta công nghệ ABS, có nghĩa là chúng ta ngồi nghiêng tí xíu nè, 45 độ cũng được. Nhiều khi ngồi 3 người thì chúng ta sẽ thấy được đầy đủ cái điểm ảnh rất là rõ, nó như nhau. Nếu như không có công nghệ ABS thì bạn chỉ ngồi đúng một vị trí trước mặt thôi, còn khi chúng ta ngồi lệch thì chúng ta sẽ thấy nó mờ. Công nghệ ABS rất là hiệu quả với nó đi chung với lại cái loại lụa chống chói. So với màn hình gương thì ngày nay bắt đầu người ta bỏ bớt rồi, vì thực tế màn hình gương nó không phù hợp dành cho chúng ta ngồi lâu, và đặc biệt là nó bóng. Khi chúng ta ra ngoài trời, đi dưới nắng mặt trời, chúng ta không đọc được dữ liệu đâu, nhìn nó rất là chói. Nó phù hợp chỉ là đối với những cái màn hình cảm ứng, nó cần một cái độ cường lực. Cho nên là thực sự những màn hình mà xài chính yếu vẫn là màn hình lớp lụa. Thì ở đây chúng ta thấy không, tất cả các chi tiết và nó dễ lau chùi, lau chùi dễ nè, rất là rõ. Với cái công nghệ hệ màu sRGB là dòng này đạt gần như là một đạt được 100%. Điều này rất quan trọng đối với những bạn nào mà học vẽ CAD hay là Photoshop, chúng ta cần in cái poster ra thì chúng ta có thể dựa vào cái màn hình này làm tiêu chuẩn để chúng ta cho được cái màu sắc nó cân đối và nó đúng chuẩn, đỡ phải mà test màu rất là nhiều. Chúng ta xem kỹ hơn, bắt đầu vào cái cấu hình nhé. Chiếc laptop này năm nay có thể gọi là tạo ra một cơn sốt cho giới sinh viên vừa mong muốn một chiếc laptop mạnh mẽ đi học và chưa có thể sử dụng cho việc giải trí của mình ở nhà. Đối với tôi thì tôi không khuyến khích các bạn chọn những chiếc laptop này để thuần quá chơi game miệt mài. Chúng ta phải biết cách cân đối thời gian, tạo ra vừa đi học tốt, vừa làm việc tốt và vừa giải trí được. Và đặc biệt hơn thì chiếc laptop này nó sẽ đáp ứng được rất là nhiều yếu tố ngoài mong đợi của chúng ta. Ví dụ như trước mặt chúng ta là một chiếc CPU Ryzen 7 6800 chip H, đặc biệt là đi thêm với một cái cặp màn hình Radeon Graphics. Hiện tại thì CPU này đang là 3G2 và maximum turbo lên đến 4G7, 8 core 12 luồng, 16 kết. Như thế là rất là ổn nha. Năm nay tại sao người ta chọn cái dòng này nhiều hơn mà họ ít dùng Intel? Cái gì Intel nó so ra Intel Core i7 thì giá nó chát quá, sẽ nhỉnh hơn 2-3 triệu nữa. Đối với ngân sách vừa phải thì chúng ta có thể chi ra khoản tiền được từ 18-20 được. Một số bạn cũng thích dòng game như thế này nhưng mà muốn nó nhẹ tiền hơn nữa, tầm 14-15 triệu, thì chúng tôi vẫn có một số băng gốc y chang thế này, nhưng mà cái kẹp màn hình nó thấp hơn thôi, để chúng ta có thêm sự lựa chọn. Nhiều khi các bạn cũng không chú trọng quá game nhưng mà thích cái mẫu mã nó phải là trẻ trung như thế này thì các bạn cứ đến chúng tôi sẽ tư vấn. Ở đây RAM có sẵn đang trong máy là 8GB dòng DDR4, mà có thể nâng lên 16 hoặc là 32 luôn cũng được nha. Hai kẹp màn hình, cái kẹp thứ nhất đi theo CPU là AMD Radeon. Kẹp này đúng hơn là nó chuẩn dành cho các phiên bản 2D về đồ họa,
thì các bạn có thể cài vào test thử, bạn sẽ cảm nhận nó là một trong những hãng đứng đầu thế giới về làm CPU, về cả màn hình, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ hết sức hài lòng. Còn khi mà chúng ta giải trí game thì đây là chiếc card mà chiếc laptop này mang lại cho những các bạn trẻ yêu thích, đó là Nvidia GeForce RTX 3050 4GB. Đây là một cái card hot nhất hiện nay, nó vừa phải, nó không quá nặng tiền. Đối với một cái card 3070 thì nó chiếc laptop bắt buộc nó phải trên 30 triệu rồi, nó ngán quá. Nhưng 3050 nó sẽ hơn rất là nhiều so với những card trước đây, để chúng ta có thể có được những cái trải nghiệm dùng game mà các bạn thực sự yêu thích. Đặc biệt thì ở đây Wi-Fi trên chiếc laptop này cũng được quảng bá là một trong những cái rất là mạnh. Thì ở đây tôi thấy là đây là Wi-Fi 6 rồi, đang sử dụng công nghệ rất là mới. Chúng ta thấy ông bắt rất là nhiều, họ rất là chịu chi. Phải nói rằng hãng châu Á Asus dạy sơ, họ rất là chịu khó và nghiên cứu các đối thủ. Họ không thể nào so sánh một trời với mình với lại là Dell hay là HP, bởi vì hai thương hiệu kia đến từ Mỹ thì quá lớn rồi. Dĩ nhiên giá thành của những thương hiệu kia nó cũng đắt, cho nên họ phải biết cách chiều lòng những khách hàng trẻ bằng cách đưa ra những cái công nghệ mới hơn, cấu trúc bàn phím, âm thanh hay. Chúng ta có thể thấy rằng hàng loạt các tính năng mới đã được đưa vào bên trong chiếc laptop này. Nó đồng bộ với nhau, nó tạo nên một chiếc laptop phải nói rằng vừa thỏa mãn được công việc, vừa có thể thỏa mãn được tất cả những yếu tố về giải trí. Hãy đến với một ít màn hình cũng như âm thanh để cảm nhận chiếc laptop này nó hài hòa hay không nhé. Hình ảnh của chiếc laptop nó sắc sảo trong từng cái điểm nhỏ, và đặc biệt là những cái hệ màu khó là màu tím nè, màu vàng, màu xanh lá là những màu rất là khó để đạt đến được hiệu quả cao. Ở đây tôi thấy được hai màu đang gây ấn tượng tốt, đó là màu tím và màu xanh. Khi mà giải trí game thì các bạn trẻ lại rất là quan tâm về màn hình cũng như là độ trễ của sự tắm và điều trị ăn sâm thơ mới cho làn da mềm mịn như đủ. Là một trong những hãng hàng đầu về game thì chắc chắn rằng TUF Gaming đến từ Asus sẽ cho chúng ta những trải nghiệm nó rất là chân thực như một chúng ta đang xem một bộ phim. Thì điều quan trọng ở đây là hai yếu tố âm thanh và màn hình nó phải đồng bộ với nhau. Hãng âm thanh đi cùng với Asus là WS Mod, là một trong những hãng âm thanh đến từ hàng đầu thế giới và thường xuyên set cho cái TV Sony, cho nên nó sẽ mang lại chúng ta nhiều trải nghiệm rất là ấn tượng. Pin của chiếc laptop này là dòng 4 cell, nó sẽ cho thời lượng cầm từ 3 đến 5 giờ tùy cái giá trị mà chúng ta, những cái ứng dụng chúng ta xài nữa. Với trọng lượng tầm 2kg thì đây là một chiếc laptop tôi nghĩ là vừa và nhẹ để chúng ta có thể vừa đi kết hợp đi làm, đi chơi đều ổn cả. Tại sao người ta lại chọn Ryzen nhiều hơn? Hầu như ở Mỹ chúng ta bắt đầu chọn ngay 2-3 năm nay rồi, họ đã chọn chip Ryzen thay thế cho Intel, đầu tiên là vì nó mát hơn hẳn luôn.
Đó là một trong những điểm quan trọng nhất để bảo vệ chiếc laptop nó bền. Ngoài ra, cái thứ hai là chi phí nó rẻ hơn rất là nhiều tiền. Chính vì vậy thì với số lượng nhỏ thì người ta không nói, nhưng số lượng lớn thì chắc chắn người ta sẽ muốn thay đổi đi để cho những cái giá trị đồng bộ với số lượng lớn. Đối với chúng ta là chưa kinh nghiệm thì chúng ta có thể tham khảo tư vấn bởi nhiều chuyên môn để chúng ta có thể lựa chọn cho mình một cái gì đó nó phù hợp và thật sự là đúng với cái giá trị chúng ta bỏ tiền ra. Chiếc laptop này thỏa mãn được giới trẻ không chỉ đơn giản là về ngoại hình mà còn thỏa mãn về chất lượng. Chất lượng của chiếc laptop này cũng được cái một trong những nơi hàng đầu về quân đội tiêu chuẩn Hoa Kỳ đánh giá là một trong những cái dòng laptop đạt chuẩn. Chính vì vậy họ phát triển không chỉ ở châu Á mà họ phát triển cả luôn ở Mỹ. Thế giới trẻ của Mỹ cũng chọn Asus vì phải thừa nhận rằng thiết kế rất là tinh xảo, rất là đẹp. Điều quan trọng ngày nay họ làm chúng ta thấy không, rất là mỏng hơn, thanh tao hơn nhưng vẫn giữ được những đường nét đặc trưng của phiên bản game. Nếu có điều kiện thì chúng ta hãy đến showroom 3 tháng 2 của hệ thống laptop Sotheby Shop để chúng ta có thêm nhiều góc nhìn mới từ rất là nhiều dòng của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã tham khảo nhé. Chúng tôi luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm tại shop. Khi mua hàng, bạn sẽ được hỗ trợ từ các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi từ lúc mua cho đến khi thành thạo sử dụng. Vì chúng tôi muốn máy tính của bạn mua nó phải thật sự bền và xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Đặc biệt thì chúng tôi sẽ tặng kèm bạn một cái gói bảo dưỡng theo tiêu chuẩn ASTE của Hoa Kỳ để máy bạn đảm bảo được hoạt động ổn định nhất. Nay thì các ứng dụng như UltraView hay TeamViewer rất là tiện lợi. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn từ xa. Kể cả sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn hết lòng hỗ trợ bạn và giúp đỡ bạn. Bạn có thể đến showroom của hệ thống laptop Sotheby Shop tại địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để trực tiếp xem các cái mẫu máy tính. Chúng ta có thể mua trả góp bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có trả góp 0%. Chúng tôi chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ ngân hàng từ nội địa và quốc tế. Nếu như các bạn ở xa mà không có điều kiện đến shop, bạn vẫn có thể mua online trên web của chúng tôi. Bạn hãy truy cập vào laptopsotheshop.com hoặc liên hệ hotline 090 3344 188 và 0909 344 188 để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công nhé.